Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Chiều hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái dự án con đây, chia sẻ 5.000 cái 500.000 cái IROP của cái dự án Kara Starter. Thì cái dự án này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái app của nó về nhé. Bắt đầu lúc trưa mà các bạn đã connect với cái ví MetaMask mà các bạn đang bị mắc ở cái chỗ là add email ấy, thì mọi người add lại nhé. Tại vì bây giờ người ta đã fix cái lỗi đấy và đã add ok rồi. Các bạn chỉ cần login bằng cái ví MetaMask nhé. Các bạn login ví MetaMask vào đây, thì mọi người ấn vào đây này, thì có cái chỗ Blinder. Email đấy thì mọi người dán email và ấn get code thì nó sẽ gửi code về về cho các bạn như thế này nhá. Mọi người nhớ là chúng ta phải chờ một ít nhá. Nếu mà các bạn check ở cái chính không có thì mọi người sẽ ấn vào chỗ quảng cáo nhá, là nó sẽ có nhá. Tiếp theo thì mọi người sẽ set cái mật khẩu và chúng ta sẽ login tải quay lại cái phần home nha. Mọi người tải cái app về. Bạn nào mà Windows thì các bạn tải ở đây luôn. Còn nếu mà Google Play và App Store thì mọi người phải copy cả cái link này dán vào chỗ Google Play ấy nhá, mọi người nha. Để các bạn tải về nhá. Tiếp theo nữa là còn một cái nữa là yêu cầu các bạn phải để ý ở cái phần đây, ở cái phần inventory này nhá. Thì mọi người nó cho ba con để nó đánh đánh free đấy, thì mọi người phải 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 vào đây nhá, ấn claim nhá. Ở đây mình có ba con này thì nó cho ba cái hộp, thì mình phải mở ba cái hộp này ra nhá. Thì thoảng mình ở vào đây get voucher này và collect nhá. Đấy, collect Kara này. Đấy thì nó sẽ update lại cho, chứ mình cũng không biết là nó cho tốc độ hay là cái gì đấy. Mình thì không hay chơi game nhiều, vì thế cho nên là cũng không giới thiệu nhiều được cho mọi người nhé. Tại vì một số bạn thì có hay chơi game rất là nhiều, cho nên là cái game con gì nhỉ, con gì mà hôm trước rất là nổi ASX thì cái gì đấy, thì các bạn lại chơi y chang như thế luôn, thì là các bạn ấy chơi rất là mượt. Còn mình thì mình không chơi nhiều. Và đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ ấn login vào nhé. Mình không biết là mình tắt cái tiếng ở đâu luôn. Anh chia sẻ này. Này, chúng ta sẽ vào làm tách trước nhỉ. Làm cái gì đây, tách công và check in hàng ngày 1/1 weekly cái gì đây, Kamisun à, cái này Kamisun hả, cái này cái gì 10 à, sẽ được 10 đồng mà. Ok, quay lại này. Tay em chia sẻ xem. À, cái này phải mobile app cơ mọi người ạ. Cái này thử xem nào. Chúng ta sẽ phải lo ấy bằng app cơ. Chia sẻ. Chắc là của mình đấy, mình có ba con này đấy. Tem của mình đây, có ba con này. Tách này, chia sẻ. Cái này lại phải lên Google mới chia sẻ được cơ. Mệt ghê cơ đấy. Thì lại phải làm cái rank, phải làm cái nhiệm vụ chia sẻ này thì mới được tiền đấy. Cái này là cái gì đây? À, hình như là mình chạy cái này ấy mọi người ạ. Cái này là cái gì đây? Chìa khóa. Không biết luôn. Mình không có biết chơi mấy ấy, mọi người ạ. Biết ăn cái gì luôn.
Ủa cái gì vậy? Là thua hay là thắng? Chưa biết luôn. 365 365 365 365 con này là 470 480. Ủa thế làm sao mà đánh được nó? Phải không? Mình yếu hơn mà. Start. Đấy. Ba sáu năm start. À, đánh tiếp con này. Ủa, chưa biết đánh ở đâu luôn. Kéo nó lại hả? Hay là đánh con vàng đi. Ồ, nó dí cho phát chết luôn. Ôi. Thế là thế nào? Mình chưa biết chơi cái này luôn mọi người. Chơi nhiều cái gì luôn ý. Con này đang yếu quá này. Lên. Thăng lên. Thăng cái gì đấy? Mình chưa biết luôn. Con này là bị đai luôn rồi hả? Chưa biết chơi thế nào luôn ấy mọi người. Tại vì mình không có biết chơi game. Đánh nhau tí chết hết. Con này còn có 18 này. Con này tí chết hết luôn. 1 2 3 4 5 round 4 luôn. Ồ, thế nhưng mà chưa ai thắng hả? Là thế nào chưa hiểu luôn đấy. Mọi người ai biết chơi cái này không thì vào chơi đi nhá, mình còn không biết chơi cái này luôn. Nói chung là chơi cho nó vui vậy đó, chưa hiểu cái này luôn đấy. Có rất là nhiều bạn hiểu nha, chơi rất là giỏi đấy, mình không biết luôn. Đấy, coi như mình hết đây, coi như con này là xong rồi, con này xong nốt, con này là xong nốt này. Chưa biết thế nào luôn. Xong 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 nốt xong. Đấy, xong thua nha. Đấy, thua đấy. Đấy, thua nha mọi người nha, chưa biết làm nào luôn. Trời ơi mọi người ơi, vào mua vào chơi đi. Trời ơi không biết chơi nào luôn. Mẹ. Nó có kiếm cái gì nó rớt ở đây này. À con này 105 thôi, chuyển con này đi. Đây, vừa một. Mình kiểu không biết là ở dưới này cái gì luôn đấy chứ.
Chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày đi. Không biết chơi mọi người ơi. Đấy, mọi người tự vào chơi nhá. Đấy, mọi người chơi như thế này thôi, mình thì chịu rồi. Đến đây là không biết chơi thế nào luôn rồi. Mọi người, tốt nhất là mọi người tải cái app về nhá. Để chúng ta làm cái nhiệm vụ chia sẻ ấy, để chúng ta kiếm point nhá. Mai sau này thì chúng ta sẽ dùng cái point đấy để chúng ta đổi cái coin của nó nhá. Đấy, thì mình cũng hướng dẫn qua qua cho mọi người thôi. Tại vì mình không chơi game bao giờ cho nên mình cũng không biết những cái này. Chủ yếu là làm những cái nhiệm vụ để chúng ta nhận coin, nhận tiền điện tử free thôi, chứ mình không có chơi game nhiều, vì thế cho nên mình cũng không rõ lắm nha mọi người nhá. Thì bạn nào mà biết chơi cái này và đã chơi rất là nhiều rồi ấy, thì mọi người vào cứ thế mà chơi thôi nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhá. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này. Các bạn nhớ tải app về để chúng ta làm mấy cái nhiệm vụ chia sẻ cũng như là theo dõi Twitter, Facebook các thứ nhá. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.